loại thẻ là có thể chuyển nó sang dạng button, như kiểu là thẻ, có nghĩa là những cái thẻ được áp dụng được style của button ấy. Ở trong bút chat thì chỉ có thẻ A này, thẻ button và thẻ input thì có thể áp dụng được cái class của button. Thì class của button đây, các bạn xem đây, thẻ A các bạn có một cái lớp là các lớp btn, được chưa? Xong không đứa nào ghi chép rồi lại chuẩn bị buổi sau lại ăn cứt. Buổi sau yên tâm, tôi sẽ hỏi lần lượt từng dãy một. Class của chúng ta là btn để giúp nó chuyển sang định dạng là button. Ví dụ tôi có thẻ A, tôi có đây là class btn, đây là hyperlink. Chúng ta chạy cái file này, không có gì đúng không? Đúng nhá. Bởi vì chúng ta thiếu một cái, đây là cái btn nó là chuyển nó định dạng thôi, chúng ta có btn trừ default. Đó, nó đã chuyển nó định dạng button. Được chưa? BTN là class định dạng về style thôi. Còn cái màu sắc và cái hiệu ứng khi mà chúng ta hover con chuột vào ấy, nó như thế nào thì nó là của cái BTN thứ hai. Tiếp theo chúng ta có loại loại thẻ thứ hai có thể đưa thành button, đó là thẻ button có class. Class là btn cách btn trừ succeed. Succeed button như này. Thay cho cái default thì chúng ta có cái succeed, thì chúng ta nó sẽ chuyển nó sang dạng là màu xanh lá cây, chữ trắng. Được chưa? Đấy là loại button thứ hai của chúng ta. À, loại cái class btn này, để là button được thì chúng ta phải có cái class btn này. Còn nó hiển thị màu sắc và cái hiệu ứng như thế nào thì chúng ta ở cái lớp thứ hai, chúng ta có default succeed, gì nữa, danger, warning, warning, info và primary. Đây, 5 loại màu sắc cơ bản của chúng ta, 6 loại màu sắc cơ bản của chúng ta cho cái button này. Được chưa? Tiếp theo là về kích cỡ. Đây loại hiển thị nhá, loại hình hiển thị nhá. Về kích cỡ chúng ta có kích cỡ là BTN trừ LG là lại kích cỡ to nhất, xong đến BTN trừ gì? Có MD không? MD thì không viết cái gì vào đây. Được chưa? Có BTN trừ SM và BTN trừ XS. Được chưa? Đây là nút thường, nút này là nút thường thì nó nhỏ hơn, à, nó to hơn SM và nó nhỏ hơn LG. Đấy là về kích cỡ các button của chúng ta. Tiếp theo, nếu chúng ta muốn cái button là dạng link, dạng đường dẫn ấy, đây. Nhìn thấy không? Chúng ta có BTN link nữa. Tôi quên mất cái này. Đây là thẻ button chứ không phải thẻ A nhé. Thẻ này thẻ button, không phải thẻ A, nhưng mà chúng ta muốn fake nó là một cái link thì chúng ta là BTN trừ link vào cuối là được. Đây sai kích cỡ. LG default small sm và xs extra small.
Đây. Chúng ta có muốn cái button của chúng ta rộng hết cái độ rộng của thằng cha. Ví dụ như chúng ta muốn cái thằng thằng primary này nó rộng hết cái chiều rộng của thằng cha thì chúng ta có dạng là btn trừ block. Block. Nhập block là những kiểu dạng display block ấy, là nó sẽ tự động nó kéo dài hết cái chiều rộng của thằng cha. Được chưa? Đây là loại button block. Btn block. Tiếp theo, trạng thái active và trạng thái disable. Chúng ta thử active thì chúng ta khi mà active vào chúng nó tương đương việc là chúng ta hover hay còn là click hay click vào trong cái button ấy thì nó sẽ có một cái màu riêng, màu nó tối hơn một chút thì chúng ta nhét thêm cái class active vào trong thẻ, thế là được. Còn disable. Disable là các bạn biết nghĩa là gì không? Hả? Không khả thi. Sao? Dịch ra sẽ có được không? Có thành gì? Không khả dụng. Sao có đúng không? Tức là không xài được. Thì những cái nút mà có cái lớp có cái thuộc tính là disable này, chúng ta lưu ý những cái nút có thuộc tính là disable này tự động nó sẽ chuyển sang dạng như này. Khi mà hover con chuột vào nó sẽ có một cái dấu ban, cái dấu tròn trong cái ngang này gọi là dấu ban. Thấy chưa? Thì là chúng ta không kích được vào. Chúng ta chỉ đơn giản là thêm cái disable này vào thôi chứ không cần bằng biết cái gì cả. Ví dụ như tôi info tôi disable đi. Bạn thấy không? Không kích được. Thấy chưa? Đấy là cái thuộc tính disable của một cái button đi. Rồi, đây là xong phần input. Bây giờ các bạn vẽ cho tôi một cái bảng như sau. Bảng này sau này sẽ rất là quen thuộc với các bạn. Vẽ cho tôi một cái bảng. Ví dụ cột này là chúng ta để một dấu thẳng. Đây là họ tên, mã sinh viên. Đây là ảnh. Rồi thì trên này là lớp, điểm. Ở đây để một cái nút create. Được chưa? Đây tôi viết dạng bảng nhé, còn mỗi người sẽ làm một cái loại bảng khác nhau, chúng ta không bằng kia loại bảng, nó thích làm bảng nào thì làm. Chứ không bắt buộc là cứ phải là bảng border như này đâu nhá. Đây tôi vẽ cho các bạn nhìn nó dễ thôi. Ba dòng thôi. Ở đây là ví dụ 1, 2, 3 này. Đây là Nguyễn Văn A này. Đây là Nguyễn Văn B này. Đây là Nguyễn Văn C này. Giờ đây là ví dụ demo cái tên thôi. Mã sinh viên là 0001, 0002, 0003. Ảnh đây là một cái ảnh nhét vào đây. Lớp là lớp K31, K32, K33. Ví dụ thế. Điểm là 6, 7, 8. Ở đây chúng ta sẽ có thêm một cái nút nữa. Một cái nút nữa. Nút edit. Một nút nữa là nút delete. Đó. Ba hai cái dòng ở dưới có. Vẽ luôn bảng này. Nhanh, thật chưa? Dùng cách nào dùng? Cho bạn 10 phút để làm. Cộng thêm từ 40 cái lên thêm 10 nữa. Cứ một đứa lên thêm 10 cái. Bây giờ chống tôi vui. Hôm nay tôi nhiều thời gian lắm.
Anh tạm thời cứ để trống, chúng ta chưa học ảnh. Tí nữa sẽ xuống đến ảnh. Còn tạm thời cứ để trống như chỗ này. Để trống cái thẻ tê lê đấy.
Anh em sẽ rất vui vẻ. Rồi, 36 rồi. Đi soi. Nãy là 40 đúng không? Một trăm hai mươi, một hai không, một ba không, một trăm bốn mươi, một
150, đào tâm 160, đây 170, 180, hai ngoài. Tính lớp có bao nhiêu mống đâu. Rồi, ghi sổ. Tí sổ. Rồi, chưa nha. Chúng ta mà cứ tiếp tục như này, chúng ta chắc chắn là tèo cái môn này đấy. Chứ không phải đơn giản như này đâu. Rồi còn một cái đít nữa. Class là container. Bây giờ có cái div như này đã. Table. Chúng ta để làm được table ở trong Bootstrap thì chúng ta phải có gì? Class gì? Table. Và table tôi thích consent hay là thích hover hay là thích stripped thì tôi viết vào đây. Hover như này đúng không? Nếu tôi nhớ không nhầm. Hover row table hover thôi. Thì bộ hover. Tiếp theo là cái dòng đầu tiên kia, tôi làm một tr nằm trong th thăng này, đây là dấu thăng này, thăng. Sau đến là họ tên, sau rồi đến mã sinh viên, rồi đến ảnh, sau rồi đến lớp, sau rồi đến điểm. Tiếp tục là đến create thì ở trong này nó là một cái nút đúng không? Chúng ta có thẻ, tôi thích thẻ A đi. Thẻ A thẻ button thì tùy chúng ta thôi nhá. Class bằng btn cách btn trừ succeed. Đây là create tạo mới. Ví dụ vậy. Xong ở dưới thì chúng ta có gì? Một này. Duplicate đây là Nguyễn Văn A. Tiếp theo nữa là mã sinh viên là 0001. Tiếp theo nữa là ảnh đúng không? Ảnh chúng ta để rỗng đi. Tiếp theo là lớp là K31B2. Tiếp theo là điểm. Điểm là 6 điểm chẳng hạn. Tiếp theo cái nút dưới. Ở đây nó là hai cái button, tôi vẽ hai cái button nhá. Đây có ông nào viết nhét vào đây là một cái thẻ button. Thì để như thế này, button có class là class bằng btn cách btn trừ info. Đây là edit để sửa. Đây là xóa. Sửa cái này, sửa cái info này thành cái danger. Và duplicate thằng td ở tr này lên. Tôi sửa cái này thành 2 3 4. Rồi, đây là Nguyễn Văn B. C và D. Ví dụ như vậy. Đây đáp án của chúng ta. Hover table. Có vậy thôi. Chẳng có cái gì gọi là nhiều à. Cực kỳ dễ. Này. Chúng ta chưa đi.
Xong chưa? Đây là cái tội về không học này. Những cái thằng làm được ấy, chẳng qua là nó nhanh trí hơn các bạn tí thôi, chứ nó cũng không giỏi gì hơn đâu. Xong chưa? Đâu thằng nào chưa? Có vấn đề gì không? Có ghi xong chưa? Kinh nhỉ? Này chỉ thằng ngồi bên cạnh cơ đấy. Tiếp tục, chúng ta đảo qua phần cái ảnh cái đã. Xong chưa? Phần ảnh trong Bootstrap nó sẽ như thế này. Image. Đây nó có ba cái loại ảnh như này thôi. Ảnh trong Bootstrap thì auto nó rộng hết cái chiều rộng của thằng cha. Được chưa? Auto là rộng hết chiều rộng của thằng cha, cho nên là chúng ta chỉ có nhét, đơn giản là nhét cái ảnh vào là xong. Chứ không có lằng nhằng được thêm cái gì cả. Chúng ta thêm, chúng ta có ba loại. Cái kích cỡ hình, cái cách hiển thị ảnh là loại hình vuông, hình chữ nhật như này. À, hình vuông như này, hình vuông bo góc. Tiếp theo là hình tròn và cuối cùng là hình thumbnail. Đây là hình thumbnail cho các cái ảnh. Thì bây giờ chúng ta nhét ảnh vào, chúng ta sẽ có như sau. Để tôi xem tôi có cái ảnh nào không. Đây là IMG1 đấy đúng không? Thì ở đây tôi sẽ nhét vào đây cái đoạn này đang để trống này. Trong này một cái IMG là public sược image sược IMG1.jpg. Có cái này có class bằng. Các bạn thích cái nào? Cái này nhá. Thumbnail IMG thumbnail. Class bằng IMG thumbnail. Copy cái này xuống. Pet xuống dưới này. Cái bằng cái to mồm thế. 2 3 4 Reload cha. Úi giời, to vật. 4 là PNG. 3 cũng là PNG. Nhá, to vật vã. Bây giờ sao để cho nó nhỏ vào? Chỉnh sơ tai cho nó. Thằng điên. Chúng ta chỉ đơn giản lên phần ảnh đúng không? Chúng ta muốn cho tất cả các ảnh của chúng ta rộng bằng bao nhiêu thì chúng ta để đây là cái width. Width là ví dụ như để là 80 chẳng hạn. Được chưa? Nhưng mà các bạn nhìn tôi đẩy, tôi sửa ở đâu thì phải để ý nhá. Sửa ở đâu? TH, được chưa? Đây này, được chưa? Khi các bạn chỉnh độ rộng ở TH thì tất cả các cái độ rộng con nằm trong nó sẽ bị co vào theo. Được chưa? Phải lưu ý. Để 100 thì cho to. Xong chưa?
Được chưa nhỉ? Thế ra chúng ta có một vài cái helper. À thôi rồi, cái này từ từ đã. À... hôm qua vợ mình gửi cho mình cái trang gì nhỉ? Đây, ví dụ Shopee. Tiếp tục bài tập tiếp này. Ví dụ các bạn vào shopee.vn đi. Shopee. Rồi, trong đấy các bạn chọn cho tôi một cái sản phẩm. Ví dụ như kiểu đây là cái 180.000 cái đồng hồ này chẳng hạn này. Mua ngay. Thêm vào giỏ hàng này. Ủa? Cái này phải đăng nhập à? Thôi dẹp đi. Lazada. Cũng có tài khoản à? Có tài khoản. Thêm giỏ hàng cần phải tài khoản. Ví dụ quyển sách này tôi thêm vào giỏ hàng nhé. Rồi một cái. Lên chưa? Đây lên rồi. Kiếm cái quyển, kiếm cái khác. Kính mát unisex X Plus mua ngay, lại quay tắt rồi xong. Chúng ta nhìn thấy đây giỏ hàng có hai cái đúng không? Đây, vẽ lại cho tôi cái giao diện này bằng bút chạy, thích làm gì làm. Tất nhiên là lược bỏ bớt đi rồi, làm sao vẽ kín như này làm gì, nó khổ sở. Ra bên này là một cái bảng này, tự chia ra bên này là một cái bảng này, gồm ảnh này, tên sản phẩm này. Yeah, phần này tôi chưa cần thiết chúng ta phải nhét vào đây. Yeah. Ảnh này, tên sản phẩm này, giá này, cái số lượng này chúng ta để một cái chữ thôi. Yeah. Không cần nhiều, chỉ để đây một cái chữ thôi. Đây nút X này. Yeah. Cái button được, button X được, sau đó bên này là thông tin đơn hàng, tạm tính, số tiền, tổng tiền đã bao gồm, và một cái button là tiến hành thanh toán. Nhét lại. Làm luôn. Cái này cho thời gian là 30 phút. Nếu mà trên một nửa lớp làm được, tôi sẽ giảm cái số lượng kia xuống còn 50. Hai phần ba lớp làm được thì sẽ còn 30. Đây mẫu, đây mẫu trên bảng đấy, không phải gọi Lazada làm gì cho mệt người cả. Đi kiếm cái ảnh nhét bừa nó là xong, không có gì đâu. Này siêu dễ. Hơi ngủ quá.
Đấy làm thành đen đen kia. Không. Không, chỉ làm cái phần này thôi. Lấy cái phần tôi bôi đen. Bỏ cả cái hai, cả hai sản phẩm này, cả nhá. Tất những cái thứ tôi bôi đen. Ba rưỡi nha.
Thank you.
Thank you.
Lồng thi. Rồi bên kia nó tắt điện rồi mà. Xong chưa?
Một phút nữa. Đứa nào? Huy đúng không? Dạ. Chết không phải Huy. 30 cái, nhanh lên. Thằng này như kiểu thèm ấy. Sâu xuống. Rồi hết giờ. Bao nhiêu bạn xong rồi giơ tay nào. À được. Giảm chỗ kia xuống còn 50 cái. Mày đã xong rồi ạ. Vâng ạ. Rồi, chữa rồi. Có bạn khác biết hướng làm không? Vân Anh, có biết hướng làm không? Làm như nào? Gì? Hả? Tôi đang nói là hướng làm, tôi không bảo là bạn đã làm rồi, bạn làm rồi, bạn đã giơ tay. Hướng làm đi nào.
Rồi tôi sẽ có một cái div container ở đây nữa. Rồi, giờ sao? Div. Rồi. Gì? Table. Hả? Ờ rồi, ok rồi. Cái này của chúng ta cũng nhét vào. Tôi để đây là thẻ H3 được hả? Table chúng ta sẽ có cái table ở đây, nó không có hover, hover viết gì đúng không? Class là table stripped th, chúng ta để ý này, ở đây là một cột này, hai cột này, thấy chưa? Thì cái th này của chúng ta, th này này, th cái th đầu tiên này này là con span 2, đây là sản phẩm. Sản phẩm, sau đó đến cái gì, giá, gì nữa, số lượng có constant không, ừ? Vân Anh nhìn nó làm gì, nhìn lên bảng có constant không. Tự thân vận động đi, đừng nhìn nó làm gì cả. Nó không giúp được gì đâu. Tiếp theo T3D là mấy cái ảnh này đúng không? Chúng ta sẽ có cái TR đầu tiên là cái ảnh này. Chúng ta để cái này là có width vào đây. Width bằng ví dụ như kiểu là 780 đi, 100 đi. IMG có SRC, tôi copy link của cái ảnh này. Rồi xong. Cái ảnh này sẽ có class là img trừ trừ gì ta, img trừ raw, xong tiếp theo là đến cái td nữa, td này là tên sản phẩm thôi, kính mát cái gì gì đấy. Xong đến là giá. Cái giá này chúng ta để trong thẻ strong để cho nó in đậm lên. Tiếp theo là số lượng, là chúng ta có một cái td nữa, viết đây là số lượng 1. Và đây là cái nút đúng không? Thì cái này chúng ta có thể để nó là cái button, là cái icon thôi. Span class là gì? Glyph icon. Gì nữa? Chưa gì? Check. Cái này cơ mà. Là gì? Tôi đoán thế, chẳng biết có đúng không. Xong chưa? Xếp xuống đã. Chạy. Được chưa? Cái nữa, duplicate cái này lên. Hai sản phẩm. Xong. Tiếp theo cái bên này, cột bên này. Thì sao? Lại một cái table nữa. Là dễ nhất. Có TH gồm một cột là thông tin đơn hàng, bao gồm là constant 2, đây là thông tin đơn hàng. Ở dưới này mỗi TD là chúng ta có cái tạm tính này và số tiền đúng không? Tạm tính, đây là số tiền của chúng ta là có 4.380 đồng. Xong. Class là take trừ write, để nó kéo sang bên phải.
Tiếp theo là dưới dòng kia là tổng tiền đã bao gồm VAT đúng không? Lắp ký kết thằng này lên. Tổng tiền đã bao gồm em. Cái này chúng ta để trong thẻ strong. Tiếp theo là cái số này chúng ta cũng để nó trong thẻ strong luôn. Và dòng cuối cùng là cái button đúng không? Thì chúng ta có một thêm một cái TR nữa. Đây là thẻ TD. Có call span bằng 2. Trong này có button BTN, cách BTN trừ warning đi. BTN trừ block. Tiến hành thanh toán. Thiếu cái gì? BTN, BTN trừ warning, BTN trừ block. Đúng rồi nhỉ? On span 2. Chỗ nào? À đây, class. Ok. Xong. Được chưa? Còn thiếu cái này là chữ thường này. Chữ thường đúng không? Thì chúng ta làm sao? Thay cái TH này thành T gì? TD. À quên nhầm, cái này ở dưới thông tin đơn hàng thì cái này chữ to đúng rồi. Cái này thay bằng TD. TD. Được chưa? Làm sao để cho nó chuyển thành chữ hoa? Class gì? Gì? Text chữ uppercase. Được chưa? Xong. Ở dưới này có cái gì nữa? Cái này cũng là chữ hoa đúng không? Nhăn nốt à? Hết phim. Nãy giờ tôi làm chưa đến 10 phút. Chưa đến 8 phút. 30 phút của chúng ta quá lâu. Hơn gấp hơn 3 lần. Thì phải xem lại nhá. Không có chuyện là xong nhìn ngồi nhìn đấy đâu. Giờ chúng ta còn có rất nhiều những cái bảng dạng bảng biểu khác để chúng ta thực hành. Thì chúng ta về cố gắng tự tìm lấy và vẽ lại thôi. Tôi chỉ đơn giản yêu cầu chúng ta là vẽ lại thôi chứ không cần có cái gì gọi là cao siêu cả. Được chưa? Để xem tiếp theo là đến cái gì nào. Phần dưới cùng là chúng ta sẽ có cái helper class. Chúng ta có text mute. Đây, các bạn nhìn thấy nó chữ màu gì? Màu xám. Là chữ kiểu dạng disable. Text mute. Text primary là chữ màu xanh. Text succeed chữ màu xanh là cây. Info xanh da trời nhạt. Warning cam. Danger đỏ. Vậy thôi. Tiếp theo chúng ta có mấy cái BG. Background, BG primary, succeed, info, warning, danger. Đấy là những cái background. Close icon. Thì chúng ta có class là close. Chúng ta hoàn toàn có thể copy class này, vứt vào trong cái chỗ này này. Đây này, glyph icon này đúng không? Chúng ta hoàn toàn có thể để đây là cái để nó đang là cái gì nhỉ? Thẻ button đúng không? Chúng ta có thể sửa này thành button. Button class và close. Thử coi. Để xem lại xem nào, là như nào. Copy bén cái này cho nhanh. Được chưa? Dễ dàng hơn đúng không? Đấy là cái close icon. Carriage. Carriage là cái này này. Hình xuống dưới này này. Span class là carriage.
Được chưa? Quick flat, quick float, tức là đẩy chữ, đẩy của chúng ta sang bên trái hay sang bên phải, thì chúng ta có cái lớp là pull left và pull right, đẩy sang trái, đẩy sang phải. Xong chưa nhỉ? Center thì chúng ta có center block, clear fix là loại bỏ cái tác động của float đi. Hết rồi đấy. Để hiển thị một cái thẻ nào đấy, chúng ta có class là hidden và class show. Được chưa? Hai class. Và class invisible. Ví dụ tôi có cái này, copy cái này. Các bạn nhìn đây nhá. Ví dụ đưa lên trên cái button này nhá, tôi thêm class này vào đây. Invisible là gì? Xem này. Đây nó là cái button succeed này. Mất rồi đúng không? Nhưng mà nó sẽ khác so với thằng này. Ví dụ tôi sửa cái invisible thành hidden. Được chưa? Sửa thành hidden này. Sao? Khác gì nhau? Thuộc tính invisible chẳng qua là không hiển thị và không tương tác được. Nhưng mà thực tế ra nó vẫn chiếm một vùng diện tích ở trên giao diện của chúng ta. Được chưa? Còn thuộc tính hidden là coi cho nó biến mất luôn. Là những cái thẻ sau nó dồn lên đằng trước. Được chưa? Hai cái đấy là hai cái khác nhau, các bạn cần phải nhớ. Hidden và invisible. Còn show là nó ngược của hidden, nó sẽ hiển thị ra ngoài. Được chưa nhỉ? Đấy là các cái class dùng chung. Helper class. Còn lại các bạn tự đọc nhá. Đây là những cái invisible, print, các thứ các kiểu. Đấy là chúng ta kết thúc về cái vấn đề là CSS ở trong cái bootstrap. Hết rồi đấy. Còn lại là chúng ta sẽ chuyển sang học những cái phần khác. Nhưng mà tất nhiên nó sẽ dừng lại, chúng ta sau này với mấy nữa mới học. Sau khi chúng ta học jQuery và học bootstrap JS thì chúng ta quay lại học về component. Là nó sẽ gồm có những cái ví dụ như kiểu label kiểu như thế này, rồi page header, thumbnail kiểu dạng như thế này. Đấy. Thấy không? Custom content rồi alert, đây những cái như thế này. Chúng ta sẽ học sau. Bên cạnh đấy chúng ta ở trong bootstrap này chúng ta còn có thêm một cái module khá lớn, đó là cái JavaScript, bootstrap JavaScript. Thì với bootstrap JavaScript thì các bạn mới làm được những cái trò như thế này. Như tôi vào phần module. Khiếp quá rồi. Đây. Đấy. Được chưa? Học đến JS, jQuery và bootstrap JS thì nó mới bật ra được những cái thứ như thế này. Rồi thì drop down như thế này, bật bấm xuống thì nó mới sổ ra. Bấm cái nữa thì nó tắt vào. Đấy. Như thế này, drop down. Rồi thì là alert. Ủa, đâu nhỉ? Không có. Đấy, loading. Rồi call slave. Đấy. Bật ra bật vào. Cái này bằng JS mới làm được. Tiếp theo carry use, tức là cái phần slide. Như này. Thì nó là nhiệm vụ của JavaScript, chứ CSS không làm được. Được chưa? Bài ngày hôm nay của chúng ta chỉ đến vậy thôi. Các bạn về tiếp tục làm cái phần trang chủ. Cuối tuần này tôi vẫn cứ check. Nay là thứ mấy nhỉ? Thứ 6 rồi check. Được chưa? Còn các bạn muốn làm việc gì làm. Làm bút chạm được, không làm bút chạm được. Tiếp theo phổ biến thêm một phần nữa. Đó là sắp tới trường chúng ta có một cái trò, một cái cuộc thi là code 12 giờ gì tôi không nhớ tên cuộc thi. Tóm lại là chúng ta sẽ có thành lập, đây là cuộc thi gọi là phong trào bắt buộc. Phong trào nhưng mà bắt buộc. À chết, tắt đi, không lệ tín chúng lại chửi cho.